Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, một cơn mưa đá kèm theo gió lốc đã làm thiệt hại hàng trăm hecta rau màu ở huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt. Tuy trận mưa đá và lốc xoáy chỉ kéo dài có 20 phút, nhưng đã làm tốc mái trên 50 căn nhà của các hộ dân và khu nhà tập thể giáo viên trường tiểu học Ca Đơn. Trong đó, có căn nhà chị Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Ca Rái 2 bị sập hoàn toàn. Đồng thời, mưa đá cũng làm sập hàng chục nhà lưới, nhà kính trồng rau của bà con, làm hư hại trên 70 hecta rau màu. Cũng trong chiều qua, mưa đá kèm lốc xoáy cũng quét qua các phường 7 và 8 ở thành phố Đà Lạt, làm sập đổ một số nhà kính và gây thiệt hại nhiều vườn rau của bà con. Đây là cơn mưa đá kèm lốc xoáy lớn nhất ở huyện Đơn Dương trong 5 năm qua và là trận mưa đá thứ hai xảy ra ở phường 7 và phường 8 thành phố Đà Lạt. Cách đây hơn nửa tháng, vào ngày 2 tháng 4, một cơn mưa đá cũng đã tàn phá hoa màu ở khu vực này với thiệt hại gần 100 hecta rau hoa của người dân. Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt đã kịp thời có mặt để thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, đồng thời tập trung huy động lực lượng nhằm giúp đỡ nhân dân sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để ổn định cuộc sống.